Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay thì chúng tôi cũng xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, xin mến chào quý sư cô toàn thể chư Phật tử. Bây giờ xin mời quý vị nghiêm thân cầu ý cùng chúng tôi tán dương Đức Tam Bảo Tâm Văn Tắc. Nam mô ta sa ba ta ta sa ma sam bồn tha sa Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sam bồn tha sa Nam mô ta sa ba ta ra ta sa ma sam bồn tha sa Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấn tác xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thật an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở trong tâm sở biệt cảnh, đó là tâm sở dục. Xem như là một cái tâm sở cuối cùng có bảy tâm sở, xin lỗi, sáu tâm sở biệt cảnh. Và như xong cái phần này thì chúng ta đã đi qua phần thứ nhất của phần tâm sở. Tâm sở chúng ta có 13 tâm sở được gọi là tợ tha, 14 tâm sở được gọi là tâm sở bất thiện và 25 tâm sở tịnh hảo. Và trước tiên thì chúng ta tìm hiểu chỉ dục. Xin thưa quý vị, chỉ dục ở đây chữ Pali được gọi là chanh đá. Chanh đá nó không phải là ca má, chỉ ca má chúng ta cũng có thể dịch là dục, nhưng mà dục ca má là khác, dục của chanh đá này khác. Cái chanh đá này có nghĩa là nó có một cái sự ao ước hay là một sự tìm kiếm hoặc là một cái sự mong cầu. Và cái tâm sở chanh đá này nó xuất phát từ cái ngữ căn là chấp. Ngữ căn chấp này có nghĩa là ao ước hay là mong cầu. Nếu như đối về cái tâm, về cái tâm sở dục này, nó có một cái đặc tính, tức là nó ao ước có cảnh. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó khác cái chữ ca má cũng được dịch là dục. Tức là nếu chữ ca má thì là nói về sắc thinh hương vị xúc. Còn ở đây chanh đá có nghĩa là ao ước. Xin thưa quý vị, cái ao ước này nó không có mang một cái đặc tính đạo đức hay là phi đạo đức. Chúng ta nên lưu ý vậy. Cái sự ao ước này nó không phải là mang một cái tính chất thiện hay là bất thiện, mà đơn thuần nó chỉ là một cái sự ao ước thôi, để là kết hợp với cảnh. Tùy theo cảnh mà nó có hợp vô thì nó có thể trở thành là sự ao ước đó là bất thiện, hoặc là tùy theo cảnh mà nó phối hợp vào thì nó sẽ trở thành là sự ao ước của thiện, hoặc là nó sẽ trở thành là không thiện hoặc là không bất thiện. Và thuật ngữ nhà Phật hay là thuật ngữ của Tạng Diệu Pháp đó, nói cái sự ao ước hay sự mong cầu này nó có ba. Chúng tôi lặp lại rằng là quý vị sẽ nhớ giùm là cái nét đặc biệt của cái sự ao ước mong cầu này, nó không phải thiện hay bất thiện, mà tùy theo cái cảnh mà nó phối hợp vào thì nó có thể trở thành là bất thiện
hoặc là thiện, hoặc là không thiện không ác. Trước mắt ra thì chúng ta có các vị giáo thọ sư có tặng phóng pháp dùng cái chữ tranh đá này cho cái bài ý nghĩa. À, tức là, xin lỗi, cái tâm sở dục này nó có ba cách. Cách thứ nhất á, là ca mắt tranh đá, à, ca má. À, ca mắt tranh đá, tự chữ ca má. Có nghĩa là sắc thân hương vị xúc, ao ước sắc thân hương vị xúc, được gọi là dục dục. Đây, nó thuộc về bất thiện. Một cách ao ước thứ hai là tham mắt tranh đá, tức là ao ước về pháp. Thâm mắt chân đá, tức là thâm má, tức là pháp. À, chân đá có nghĩa là ao ước. Cái ao ước về pháp này nó thuộc về thiện. Và một cái ao ước thứ ba nữa gọi là kiến giá chân đá, tức là một cái sự mong mỏi làm mà thôi. À, nó không có tính chất thiện hay bất thiện trong đó. À, điển hình như chúng ta thấy rằng á, Đức Thế Tôn ngày quán xét thấy duyên lành của những chúng sanh nào đó mà có hội đủ cơ duyên để trước mắt được đạo quả, ngài mong muốn cho chúng sanh đó được giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi, và ngài đi tới tế độ. Sự mong ước đó được gọi là tác dục. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn thì không còn thiện hay bất thiện, nhưng mà ý ngài cũng muốn làm như vậy để tế độ chúng sanh, để thể hiện cái đức bi mẫn của ngài. Hoặc giả một trường hợp thứ hai là các vị thánh A La Hán, các ngài đã nhập thiền diệt thọ tưởng, ra khỏi ra thiền diệt thọ tưởng đó, thì ngài quán xét coi người nào có cái niềm tin với ngài. Ngài thấy có rồi. Rồi ngài quán xét là cái người này có cúng dường đến ta cái gì chăng. Ngài thấy rằng có. Và ngài muốn tế độ người đó, ngài sẽ ngự tới đó để mà tế độ cho người nghèo khổ này. Bởi vì ngài biết rõ cái năng lực có thiền diệt thọ tưởng, mà sau khi mà xuất khỏi thiền diệt thọ tưởng đó, thì những người nào đặt niềm tin nơi ngài và cúng dường ngài thì quả sẽ trổ trong vòng 7 ngày, mà quả là quả an lạc, thoát khỏi cái khổ về vật chất, nó phát sinh tài sản nhanh chóng. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng ngài Mahakassapa sau khi xả thiền diệt xong thì ngài quán xét thấy là người mẹ kiếp trước của ngài hiện nay đang là một cô thiếu nữ, phải giữ cái ruộng, và cô thiếu nữ này rất là nghèo khổ, và vật thực của cô thiếu nữ này chỉ là những hạt bắp để dùng cho buổi trưa. Và ngài ôm bác đi tới cái ruộng mà của cô thiếu nữ này đang nhìn giữ. Trên đường đi đó thì vua Đại Đế Thích biết rằng mình đặt bác vào cái nhà Đức Cát là Đức Cát Sa Bá, khi ngài vừa xả thiền diệt thì phước tăng trưởng rất nhiều. Cho nên vua Đại Đế Thích cùng với người thiên hậu của mình là nàng Suchata đi đến để toàn đặt bát vào đến cho ngài Kassapa.
thì ngài đưa mắt quan sát ha. Ngài biết đây là thiên nhiên thích cho nên ngài ngăn chặn lại. À, này cô sư giá, à, xin ông chớ cái cướp cái phước của cô gái nghèo khổ kia. Thì vua đại thích mới nói rằng, thưa ngài, con cũng là người nghèo khổ. À, nhưng mà Đức Mahakassapa đã không nhận cái lời vật thực đó, à, cho nên ông định phải mau về. Và ngài đi tới, cái cô thiếu nữ này hoan hỷ, có niềm tin nơi ngài đặt những cái vật cúng dường đó là những cái hạt bắp để dành ăn buổi trưa. Và sau khi mà đặt bát do ngài chắc số bát xong, thì ngài nàng hân hoan trên đường trở về cái căn chòi của mình, nàng đi trên bờ đê, ngài nàng nhún nhảy vì tâm hân hoan, vô tình đụng chạm tới một cái hang rắn, và con rắn đó nó đã và quan sát lại cái hạnh nghiệp của mình như vậy. Nhờ được cúng dường của Đức Kassapa cho nên nàng được tái sinh cõi trời, và nàng xuống lao cốc và quét dọn liêu thất cho Đức Kassapa. Mẫu chuyện này thì ở đây muốn nói rằng là cái sự đi tế độ cho những người nghèo khổ của Đức Kassapa, mong cho những người nghèo khổ đó được thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ, thì cái mong đó được gọi là dục, ta là chân đá. Những cái dục này nó không có tính chất thiện hay là bất thiện, bởi vì tâm của Đức vị thánh A-la-hán không còn thiện hay bất thiện, cho nên được gọi là tác dục. Hoặc giả là Đức Xá Lợi Phất hay Đức Mục Kiền Liên giảng pháp cho chư tỳ khưu, mong cho chư tỳ khưu chứng đắc được đạo quả như mình vậy, tức là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì cái mong ước đó hay là mong cầu đó được gọi là bắt dục. Nó chỉ có muốn làm mà thôi, chứ không có thiện hay là bất thiện trong đó. Rồi bây giờ chúng ta nói tới một cái mãnh lực gọi là ca mắt chanh đá, tức là cái dục. Tức là ao ước về sắc thân hương vị xúc. Đây, cái này mới là thuộc về dạng bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì sắc tinh hương bị xúc, nó làm cho tâm người đó bị bẩn chật ở trong sắc tinh hương bị xúc đó. Nói tới dục, chính dục này nó là bất thiện, cho nên Đức Phật ngài giả rằng chư tỳ khưu hay là những hàng Phật tử hãy áp chế đi năm cái pháp chướng ngại. Thứ nhất là hôn trầm, thứ hai là sân, thứ ba là hoài nghi, thứ tư là phóng dật, và thứ năm là những tham dục. Cái tham dục mình được gọi là dục cái, tức là cái pháp thiện cần phải áp chế nó, cần phải trừ diệt nó. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng giúp người Phật tử chúng ta khi tạo những việc phước thì ước ao được danh tiếng, ước quyền uy, ước ao được giàu sang vân vân, thì cái ước ao đó có phải là bất thiện hay không? Ai xin thưa vậy? Đúng. Bởi vì cái quyền uy, bởi vì cái lợi đắc, bởi vì cái cung kính, nó chung quy cũng nằm trọn vẹn trong sắc tinh hương bị xúc. Cái danh tiếng hay là cái lợi lộc vân vân thì nó cũng bao gồm ở trong sắc tinh hương bị xúc. Cái từ mà sắc tinh hương bị xúc này nó rộng rãi vô cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm xúc lạc.
mà ngay cả những danh lợi tài tình hay gì đó nó cũng bao gồm ở trong cái sắc thân này. Và như vậy thì sự ao ước này được gọi là bất thiện. Ở trên cái người Phật tử chúng ta đó, khi tạo những cái việc lành, việc tốt đẹp thì mình không cần phải mong cầu những cái kết quả đó. Bởi vì chắc chắn nó sẽ hiện thời, chứ không hình nó sẽ không phải là không hiện thời. Và để hồi tưởng lại cho khiến tâm hoan hỷ thêm á, thì mình hồi tưởng lại với cái thiện nghiệp mình đã làm, không phải hồi tưởng lại với hân hoan với cái kết quả mình đã có. Nó bằng cái giải rằng á, giống như là một khúc gỗ nó trôi theo dòng nước, nếu nó không tấp bên bờ này, nó không tấp bên bờ kia, nó không bị người nhặt lấy, nó không bị phi nhân nhặt lấy, nó không bị mắc cạn, nó không bị thối rữa bên trong, thì khúc gỗ đó nó sẽ xuôi ra tới biển lớn. Ở bờ bên này chính là sắc thân hương vị xúc, ở bờ bên kia nó chính là mắt tai mũi lưỡi thần. Làm việc phước mà ao ước mắt đẹp, âm thanh du dương thù diệu, những cái mùi hương tỏa ra, hay là thân được mềm mại uyển chuyển, tai thính v.v. Tức là bị bờ bên này rơi vào, tấp vào bờ bên này hoặc tấp vào bờ bên kia. Bờ bên này được nói là sắc thân hương vị xúc, bờ bên kia là mắt tai mũi lưỡi thân. Rồi bị người nhặt lấy, tức là ao ước những cái gì thuộc về nhân loại, như là uy quyền, như là hoàng hậu, địa vị hoàng hậu, địa vị vua, vân vân. Rồi không bị chư thiên phi nhân bắt lấy, nhặt lấy, rất là không ao ước về những cảnh giới của chư thiên, và không bị mắc cạn, tức là không có bị ngã mạn, không bị thối rữa bên trong, tức là nó không có những cái phiền não vướng dắt, thì khúc gỗ ấy sẽ trôi ra biển lớn, tức là trôi vào biển pháp của Đức Phật. Như vậy thì người Phật tử chúng ta đó, khi mà tạo những việc lành, từ bố thí, từ trì giới, từ nghe pháp, từ học pháp, từ thuyết pháp, vân vân, bao giờ còn ao ước về danh tiếng lợi đắc hay là sắc thân hương vị xúc, thì vẫn còn rơi vào cái bất thiện pháp này, tức là tham dục cái hay là dục dục cái. Bây giờ một cái chúng ta đã hiểu biết được cái dục dục cái hay là cái ao ước về sắc thân hương vị xúc hay là bị trói buộc trong dòng luân hồi, nó là bất thiện. Chúng ta không mong cầu, chúng ta lập lại cái gì là không cần mong cầu mấy cái đó, mấy cái đó không sạch tới.
nó cũng sẽ có kết quả an vui cho mình, không cầu hay mong cầu. Nhưng mà khi mà không mong cầu như vậy, khi nó tới thì mình vẫn thọ dụng nó giống như là nước lăn trôi ở trên lá sen, nó không dính mắt. Và từ đó thì mình có thể tạo những kiểu hành khác. Nếu còn dính mắc trong sắc thân hương vị xúc, tức là dính mắc trong cái tài sản hoặc là danh tiếng hoặc là những cái lợi đắc, những cái cung kính, thì người này bị trói buộc. Nãy là bị trói buộc thì không thể thoát ra và không thể tạo nhiệt như vậy. Nếu dính mắc ở tài sản, tự nhiên là mình bị bỏ sản. Và dính mắc trong cái danh tiếng lợi lộc thì phát sinh danh tị. Như trường hợp mà chúng ta thấy trong thời về giáo pháp của Đức Phật á, mà đã hiển lộ thế gian này, thì những ngoại giáo thất sủng đi cái lợi đắc, thất sủng đi cung kính, thất sủng đi danh tiếng, và những vị giáo ấy đã ganh tị với Thế Tôn, ngăn chặn với Thế Tôn. Như Ni Anh Thánh Atabutta chẳng hạn vậy, khi tướng quân Si Há hoặc là tướng quân Sanh Há muốn đi nghe pháp Thế Tôn, thì môn đệ của Ni Anh Thánh Atabutta mới nói rằng này tướng quân, ông là người chủ trương hành động, nhưng mà Sa Môn Gotama đó là chủ trương vô hành, ông nghe pháp làm gì? Lần thứ nhất tướng quân Si Há bị cản trở, lần thứ hai tướng quân Si Há cũng bị cản trở, nhưng mà lần thứ ba thì tướng quân Si Há đã ra đi. Và nghe pháp Thế Tôn, sau khi nghe pháp Thế Tôn xong thì ông chứng ngài chứng đạo quả Dư Lưu. Và khi mà chứng đạo quả Dư Lưu thì qua hôm sau ngài cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng tới tư dinh của mình để cúng dường trai thịt. Và ông bảo một cái người hầu của mình đi tìm một con heo sữa, tức là con heo đã chết, làm những món vật thực đó. Thì những môn đệ của Đức Anh Thá Natabutta đi khắp hang cùng ngõ hẻm rêu rao rằng là Sa Môn Gotama biết tướng quân Si Há giết một con vật cho mình ăn mà vẫn cứ dùng. Nghe vậy Đức Thế Tôn ngài mới hỏi Si Há rằng này Si Há, sự kiện này ra sao? Dĩ nhiên ngài biết rồi, tại vì ngài sẽ biết là tướng quân Si Há là bậc thánh Dự Lưu thì không bao giờ làm cái chuyện đó. Cho nên tướng quân Si Há mới nói rằng là và Thế Tôn đây là cái vật thực, làm hợp theo pháp được cũng hợp theo pháp. Một trường hợp thứ hai á, cho chúng ta thấy là có những gia chủ mà đi tới muốn nghe pháp Thế Tôn thì Đức Anh Thánh nói là ông chứ nghe, bởi vì Sa Môn Gotama là nhà đại uyển thuật, ai nghe ổng là bắt đầu mê, mà hãy mê rồi á thì theo ổng xuyên tạc như vậy, vu khống như vậy. Mà thằng thực tế cho chúng ta thấy là ở trong bài kinh Ba Lê của Trường Bộ, nghe ngài thì người thị giả của Thế Tôn là Sunakkappa, Thế Tôn nói mấy lần cũng vẫn không tin, thì ngài đâu có cái huyễn thuật nào đâu, đâu phải ngài nói ra mà ai cũng nghe. Ngài nói mà người thị giả của ngài là Sunakkappa lại bác bỏ rồi nghe. Rồi điều nữa cho chúng ta thấy, ngay cả hai vị hai nhóm tỳ khưu ở Kiều Thượng Diêm tranh cãi nhau về một chuyện không đáng để rồi gây chia rẽ tầm trọng, Đức Tôn ngài tới ngài
hòa giải. Nhưng mà cả hai nhóm đều khăng khăng giữ lấy cái ý kiến riêng của mình. Thậm chí có một vị lì khưu, một vị trưởng lão tuổi già mới thương xót, mới thấy đánh giáo chủ mình đã cực nhọc như vậy, mà hai nhóm tỳ khưu này vẫn cứ ngang ngạnh. Ở đây ngài nói là nó bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy đi yên mất gì hết. Đức Thế Tôn này cũng lặng lẽ thôi. Điều này cho thấy là ngài đâu có huyền thuật, nói mà hai nhóm không nghe. Trường hợp thứ ba chúng ta không thấy nữa. Ngài đi bác chung với người thị giả mới của ngài, tức là ngài Mê Khí Giá, đi qua một cái vườn xoài thanh mát. Ngài Mê Khí Giá mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cái nơi này thanh tịnh, xin Đức Thế Tôn hãy tự đi bác lấy, cầm lấy gì bác đi bác lấy, con vào lại hành thiện. Đức Thế Tôn bảo rằng này Mê Khí Giá, đừng có bỏ Như Lai một mình, hãy đợi có người khác tới thay thế rồi hãy ra đi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và ngài Mê Khí Giá cũng lặng lẽ bỏ đi. Đi bằng Đức Thế Tôn tự mình cầm lấy y bát mà đi. Cái thật, điều này chứng tỏ Đức Thế Tôn đâu có huyền thuật. Nhưng mà cũng vì cái lợi đắc, cũng vì cái danh tiếng, vì cái cung kính mà đã vu khống như vậy. Cho nên á, chúng ta không mong cầu cái đó, không ao ước cái đó, thì chúng ta giải trừ được cái sự ganh tị, không còn bị cái ganh tị. Mà nó có thì đấy, và bây giờ chúng ta mới thấy rằng khi mà người Phật tử đừng ao ước cái gì mà thuộc về cái sắc thân hương vị xúc, thì thứ nhất nó không bị tẩm nhiễm trong đó, thứ ba nó thoát ra sự bỏng sạn. Những người mà tẩm nhiễm vào cái tài sản thì sẽ bị bỏng sạn, tẩm nhiễm vào hội chúng thì sẽ bị bỏng sạn. Nó phần ngày dài có những cái pháp bổn sản là bổn sản danh tiếng, bổn sản về hội chúng, bổn sản về tài lộc, và nguy hiểm nhất là bổn sản pháp. Mọi người không tầm cầu đó thì mình giải trừ cái bổn sản, mình giải trừ đi cái ganh tị. Cho nên đó là một cái bước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta bước qua cái bước thứ hai, tức là nói về cái tham mắc chanh đá, tức là pháp dục, là ao ước được pháp. Mà pháp này pháp gì? Thứ nhất là cái những pháp thượng nhân mà bậc thánh tán thán. Những cái pháp mà bậc thánh tán thán đó mà thành tựu được đó, bậc thánh tán thán đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và cao hơn nữa mà bậc thánh tán thán, đó là sơ đạo hay là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là bốn tầng thánh hoặc là bốn tầng thiền. Ở chính cái sự ao ước này nó làm thiện. Tại sao? Để mong mình đạt được cái sơ thiền, mà mong đạt được cái sơ thiền đó, muốn đạt được sơ thiền phải là thiện trước. Mong đạt được đạo quả thì nó là cái định hướng cho những gì mình tạo ra phải phù hợp với cái thiện pháp mới đạt được đạo quả. Ngay cả những tầng thiền mà mình mong mỏi đạt được những cái tầng thiền đó thì mình phải thực hành những cái thiện pháp. Không thể thực hành ác pháp hay bất thiện pháp mà thành tựu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không thể thành tựu được sơ quả, nhị quả, tứ quả mà để thành tựu được bằng cái bất thiện pháp. Chuyện này không hề xảy ra. Ở Đức Phật ngài dạy rằng với những người làm thiện
Thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả có thể xảy ra, hay là có thể khởi lên cho người đó. Cái chữ có thể mà Đức Phật ngài dùng cũng rất là tuyệt vời, tức là những người làm thiện, tích lũy thiện mà anh chưa đủ nhân duyên, chưa đủ duyên lành, thì những tích lũy thiện đó nó cũng chưa thành tựu được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên cái chữ có thể mà Đức Phật ngài dùng, nó không phải là khẳng định, tức là nó có thể thành tựu hoặc nó có thể không thành tựu. Mà ao ước mình càng tốt đẹp đề thì thực hiện của mình thuộc về thiện, nó tốt đẹp. Cho nên cái ao ước những cái pháp này gọi là pháp dục đó, đó nó thuộc về thiện. Ví dụ như quý vị ao ước rằng do phước báo này tôi xin giải trừ đi những tham sân si, giải trừ những bất thiện như ganh tị, như bỏn sẻn, như là ngã mạn, như là tà kiến, thì những cái mong ước đó nó thuộc về pháp, và phải thực hiện những cái điều thiện mới thành tựu được những cái điều này. Ngay như những cái điều mà cho chúng ta thấy có một số hiểu lầm ở chỗ này, cho nên hãy ao ước thuộc về tham, xin thưa không phải, xin thưa không phải. Ao ước về sắc thinh hương vị xúc, ao ước về danh tiếng, ao ước về cái lợi đắc, ao ước về sự cung kính vân vân, ao ước đó đó nó mới là bất thiện. Nhưng ao ước mà được pháp là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là thành tựu được thất giác chi, thành tựu được bát chánh đạo, thành tựu được tứ niệm xứ, thành tựu được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì ao ước này nó không thể thành tựu bởi bất thiện, mà nó phải thành tựu do tích lũy thiện. Như chúng ta thấy đó, có những câu chuyện các ngài bậc hiền thánh thời xưa cũng là phàm nhân như chúng ta, mà cúng dường đến Đức Phật độc giác, ao ước rằng là xin cho con chứng đạt cái an lạc pháp ngài đã chứng đạt. Cái an lạc pháp đó, đó của vị Phật độc giác đó, mặc dù vị này chưa biết đó về vị Phật độc giác, chỉ nhìn một cách chung chung là cái an lạc pháp. Mà cái an lạc pháp mà cái vị Phật độc giác chứng đắc đó chính là đạo quả, tứ quả của Niết Bàn, tức là thánh quả A-la-hán. Nhưng ở góc độ cao hơn khác chút xíu là quả Phật độc giác, và về sau cũng thành tựu được như ý. Như trường hợp mà chúng ta thấy rằng vua tranh đá bắt cho tá ở trong chú giải Kinh Pháp Cú phẩm chuyên niệm, có thuật lại câu chuyện rằng thời xưa có vị độc giác đi bác ở trong kinh thành, thì bây giờ Ma Vương nó nhập vào dân thành, ngài đi trọn một buổi vậy ở trong cái kinh thành đó mà chẳng ai đặt bác, ngài mới đi ra khỏi cái cổng thành. Mà bây giờ Ma Vương xuất hiện ra trước cổng thành giả dạng như một cái người đàn ông, để tới hỏi mặt ngài, ngài có được chi chăng? Đức Độc Giác quá xét biết Ma Vương này, Ma Vương đây là chuyện làm của người, vì sao ngươi lại khuấy rối ta như vậy? Ma Vương nói là xin thỉnh ngài hãy đi vào bên trong, ngài ra thành lần nữa. Xin thưa vậy, biết được cái thâm ý của Ma Vương cho nên Đức Phật Độc Giác từ chối. Thì bây giờ có một cái người trưởng giả có quyền thế, nhà buổi sáng ông đi tắm,
tắm xong. Và sau khi tắm rồi thì ông trở về tới cái cổng thành gặp Đức Phật Độc Giác. Mới hỏi rằng là bạch ngài, ngài tới được Phật Thực Chi Chanh, anh này gia chủ sẽ được thôi. Thì ông này hơi nghe nói vậy, suy ngẫm là có lẽ ngài chưa được cái gì cả, cho nên mới bước tới xin ngài cho con xem bát. Và ông dở bát ra thì thấy cái bát trống rỗng. Cho nên ông mới nói rằng kính bạch ngài, xin ngài cứ thông thả mình đi. Bởi vì ông nghĩ rằng không biết là trong nhà mình nó chuẩn bị cái bữa cơm cho mình chưa. Xin thỉnh ngài thông thả mà đi. Và ngài vị trưởng giả có quyền thế đó đi thật nhanh về nhà. Tôi nói danh từ thật nhanh nè, có nghĩa là dường như vừa đi vừa chạy. Giờ về tới cổng nhà mới hỏi rằng cái vật thực ta có chưa. Cổng nhà nói dạ thưa chủ có rồi. Thì giờ mới cho dọn một cái mâm vật thực. Bà bảo với người hầu cận trẻ tuổi của mình mà có cái việc tài trẻ nhanh trong nhóm, mà nói này con hãy đi thật nhanh ra cổng thành, có cái vị sa môn ngài đi bác mà không có cái vật gì ở trong đó, con hãy cúng dường cho kịp giờ cho ngài, và cái phước báo này ta cho hết cho con đó. Thì cái người này chạy đi thật nhanh, nhanh như vậy. Và sau khi tới rồi đảnh lễ Đức Phật Độc Giác và xin đặt vật thực vào bát của ngài. Sau khi đặt thực vào bát của ngài xong á, cái vị này mới phát nguyện rằng bạch ngài, do cái phước mà con cúng dường vật thực cho ngài đó, vì con phải vất vả đi nhanh vậy, xin cho những kiếp sau con sanh lên nhật đỡ chân đi nhanh. Vì con đi ở trong nắng chói chang vậy, xin cho con có cái quyền quy như ánh sáng mặt trời vậy, chói rạng ánh sáng trời. Và do phước mà chủ con cho con nè, xin con đắc được cái an lạc pháp của ngài đã chứng đắc. Trải qua những kiếp luân lưu, tức là cái người hầu cận này tái sinh lên thiên giới vào thời Đức Phật, thì tương truyền rằng khi mà Bồ Tát chúng ta sinh ra thì ở nơi kinh thành Ichini của xứ Avanti, Đức Vua và Hoàng hậu cũng sinh ra một đứa bé cũng trong ngày, tức là theo sách Đun Quá nói như vậy. Và mà khi sinh ra như vậy thì cả kinh thành nó rực sáng, bầu trời sáng rực lên do cái hiện tượng đó, cho nên cậu hoàng tử này được đặt tên là Bắc Chô Tá, là chói sáng, là rực sáng. Nhưng mà hoàng tử này có một cái khí tiết hung hăng, cho nên khi mà vị này lên làm vua đó, ai mà làm trái ý của vị vua này, vị vua này chém liền, giết ngay. Cho nên ông có cái biệt hiệu là Chăn Đá, đó là chữ N và chữ D có chấm dưới, Chăn Đá, có nghĩa là cọc cằn, thô lỗ, hung bạo, đó cái biệt hiệu. Và vua Chăn Đá Bắt Cho Tá có 5 vật đỡ chân. Thứ nhất là có con voi Phách Đa đi một ngày 50 do tuần, một người nô lệ Ca Cá đi ngày 60 do tuần, 2 con ngựa, một con ngựa đực và một con ngựa cái, đi mỗi con một ngày là 100 do tuần, và cuối cùng là một con voi thuộc dòng họ Nalakiri đi một ngày 120 do tuần. Và điều này được ghi nhận ở trong Tạng Luật cũng có, tức là phẩm đại phẩm, nói về lương y Chi Quá Cá.
Và bản sứ giả giải thích rằng là khi mà ông nghe Đức Thích Tôn xuất hiện thế gian thì vua Chanh Đá Bách Châu Tá này có cái khuynh hướng hướng về Tam Bảo, cho nên mới cho một cái đoàn sứ giả gồm có 8 vị, mà vị trưởng đoàn là ngài Maha Cách Chana Đại Ca Chuyên Viên, đi cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự về Sĩ Á Quân Ti ở kinh thành Uchini. Nhưng mà nhận thấy rằng cái việc truyền bá giáo Uchini là 8 vị đại thần này có thể đảm nhận được. Riêng 8 vị đại thần này sau khi tới đảnh lễ Thế Tôn nghe pháp thì tất cả đều chứng quả A-la-hán. Và Đức Thế Tôn ngài phái 8 vị thánh A-la-hán người xứ Á Quỳnh Ti này trở về kinh thành Uchini để truyền bá giáo pháp. Mà trong thời đó thì vua Chanh Đá Bách Châu Tá không chứng đắc được đạo quả. Bản sư giải thích rằng về sau vua Chanh Đá Bách Châu Tá chứng quả Phật Tổng Giác, mới ước nguyện là ước nguyện chứng đắc được cái an lạc pháp này đã chứng đắc. Nhưng mà trong những cái hai ước nguyện trên đó cho chúng ta thấy rằng ước nguyện á là chói sáng như ánh mặt trời, làm vua mà chói sáng ánh mặt trời, và có những năm con vật ở trên như vậy. Chính vì chói sáng cho nên á không ai làm được gì hết, cho nên ông trở thành kẻ hung hăng. Mà hung hăng vậy nó cản trở cho cái sự nghiệp chứng đắc được đạo quả. Và những cái như là có những năm vật đỡ chân đi nhanh, hoặc là có quyền uy tối sáng chói, cái đó được liệt kê vào cả mắt chân đá, tức là cái dục dục cái dục ao muốn sắc thân hương vị xúc. Còn cái an lạc pháp đó chính là pháp dục. Và chúng ta nhớ nha, tất cả những bậc thánh thành tựu cũng từ cái pháp dục này mà có. Như những người Phật tử chúng ta làm phước cái mà ao ước đạo quả, đó là cái pháp dục. Ao ước mà chứng mắt được cái gì mà thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nó định hướng cho chúng ta đi, chúng ta tạo nghiệp dài như thế. Và chư Bồ Tát ngày xưa, Bồ Tát chúng ta đó, sau khi mà trải thân dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng đó, ngài cũng chỉ ao ước được chứng quả chánh đẳng chánh giác, đó là pháp dục. Các vị thánh A La Hán như là ngài Xá La Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng ao ước được là thượng thủ tinh văn của Đức Thế Tôn, mà được thượng thủ tinh văn đó là đệ tử tối thắng, phải có cái A La Hán tội phân tích, đó là pháp dục, đúng không? Ở Đức Phật ngài dạy rằng á, này chư tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu nào có mong cầu mà mong cầu nó được gọi là chính đáng thì hãy mong cầu như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Không phải những cái mong cầu nào cũng là bất thiện hết, không phải. Này chư tỳ khưu ni, chư tỳ khưu, vị tỳ khưu ni nào có mong cầu chính đáng thì hãy mong cầu như là Khê Ma, thánh nữ Khê Ma đệ nhất về trí tuệ, thánh nữ Upalavana đệ nhất về thần thông. Nếu những người cận sự nữ có mong cầu thì mong cầu chính đáng tốt đẹp là mong cầu được như cận sự nữ Khuchitara, tức là đệ nhất về thuyết pháp ở trong hàng cận sự nữ. Thứ hai là bà Velu Kanpaki hay là Nandamata, là đệ nhất về
tu thiền. Đó là hàng cận sự nữ. Nếu cần cận sự nam có mong cầu chính đáng thì sẽ mong cầu được như cận sự nam chích tá để nhất về thuyết pháp. Thứ hai là halakka để nhất về tu thiền. Mà tất cả những cái gì đó xin thưa vậy toàn là bậc thánh không. Bà Vilukandaki là thánh Anaham, nàng Kuchutara là thánh Dự Lô. Trưởng giả ngài Chích Tá, trưởng giả Chích Tá là thánh Anaham. Ngài Halakka cũng thánh Anaham để nhất về tu thiền. Còn dĩ nhiên bà thánh nữ Khema để nhất về trí tuệ, bà thánh nữ Upalavana thuộc về để nhất thần thông là A La Hán. Dĩ nhiên ngài thượng thủ sinh văn sáu đạo Phật và ngài một quyền liên là A La Hán. Đấy là mong cầu chính đáng, nó không phải là sai. Bây giờ chúng ta đã hiểu được ba cái nghĩa này thì những cái pháp thiện mà chúng ta làm đều tập trung cho cái pháp dục, ao ước pháp dục. Mà quý vị cứ yên tâm rằng ao ước pháp dục đó nó không phải là bất thiện, nó không phải là tham. Bởi vì tham nó không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân, nhưng mà có. Bởi bất thiện nó không thể được thành tựu, những pháp thượng nhân không thể thành tựu từ bất thiện được. Mà những pháp thượng nhân như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đều thành tựu từ sự tích lũy của thiền. Và chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa này. Rồi bây giờ chúng tôi xin trình bày tiếp. Xin thưa quý vị rằng cái sự mong muốn thích thú nó đi chung với tâm tham đã đành rồi. Tham sắc, tham sinh, tham hương, tham vị, tham xúc, mong mỏi nó có đó, đã đành rồi. Nhưng mà chúng ta học về tâm sân á, tâm sân nó có một trạng thái là hủy diệt của tượng. Vậy nó có dục hay không? Nó có ao ước hay không? À, xin thưa có. Có. Đó, tại sao kỳ vậy? Đó, tâm tham là thích thú về sắc, tinh hương, vị xúc. Thì nó có cái dục dục. Đúng rồi. Còn cái tâm sân á, thì nó hủy diệt đối tượng. Nó mất mãn đối tượng. Mà tại sao có sự ao ước trong đó? Xin thưa có. Cái tâm tham nó ao ước, có nó dính mắc trong đó, nó đắm nhiễm trong đó. Còn cái tâm sân ao ước có để mà hủy diệt, chứ không phải ao ước có mà để mà dính mắc trong đó. Ví dụ như sao? Hãy xin thưa quý vị. Ví như một cái người bị bệnh thì họ không hài lòng với cái chứng bệnh của mình. Vậy thì họ có ao ước không? Có. Ao ước cái gì? Ao ước được cái loại thuốc để trị dứt cái bệnh đó. Ao ước có được cái loại thuốc nào để trị dứt cái bệnh đó. Mà đối với chứng bệnh đó họ không hài lòng. Không hài lòng. Họ muốn có cái gì đó để hủy diệt cái chứng bệnh đó. Và họ mong có cái gì đó, tức là một loại thuốc để trị chứng bệnh. Mặc dù cái chén thuốc đắt họ uống nó đắng ơi là đắng, họ không hài lòng với chén thuốc đắt đó. Nhưng mà họ vẫn muốn có nó để mà diệt trừ cái chứng bệnh đó. Nó khác với cái dục của tâm tham. Cái dục tâm tham các ngài ví giống như cái người lượm được cái thỏi ngọc, người đó giấu kín, không muốn buông ra. Còn ngược lại cái dục của trong tâm sân á, muốn có để rồi buông ra để quý vị, cũng giống như cái ngã cả gã thời săn, muốn có những cái mũi tên để bắn những con thú, là quý diệt những con thú. Nhưng mũi tên đó ông ta muốn có để rồi bung ra, chứ không phải rồi có để mà nắm giữ. Cái tâm tham á
nó cũng muốn có mà để rồi nó nắm giữ. Tâm sân nó cũng muốn có mà để rồi nó buông bỏ. Mục đích của nó là hủy diệt cái đối tượng, còn cái mục đích của tâm tham là bám lấy đối tượng. Này, nó sẽ có cái sự ao ước đó, chứ phải không, ở trong tâm tham hoặc là tâm sân. Tâm sân vẫn có để mà để rồi hủy diệt. Nó là cái câu trả lời. Cũng giống như người muốn có không hài lòng với chứng bệnh, muốn có thuốc để mà trị chứng bệnh đó, hủy diệt chứng bệnh đó. Vậy thì bây giờ xin thưa vậy, chúng ta đã nắm bắt được cái chỗ này. Và xin thưa vậy rằng á, trong Tăng Di Kinh pháp mà chính chi đó, Đức Phật Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, tất cả các pháp lấy dục làm nền tảng hay là căn bản, không có dục, không ước muốn thì không thành tựu các pháp. Ví dụ như cái người mà chúng ta nói một cái dục thuộc về bất thiện đi, không có ao ước cái đó thì làm phước đó mà, không ao ước cái đó thì nó cũng sẽ không có cái sự thành tựu đó. Nó thuộc về bất thiện nha, thuộc về bất thiện. Ví dụ như trường hợp ngài Anuruddha như hai vậy, trong tiền thân của ngài cũng bố thí cúng dường, các vị khác cũng bố thí cúng dường, nhưng mà ngài có ước nguyện là ngài xin cho từ đây về sau trong vòng luân hồi con đừng cứ biết tiếng không có. Các vị khác cũng bố thí cúng dường vậy chuyện này cho nên cái mãnh lực này đối với những gì khác không có, mà đối với ngài Anuruddha có. Khi ngài làm là thái tử ở thành Ca Tỳ La Vệ thì từ nhỏ đến lớn ngài không hề biết tiếng không có, muốn gì có đó, muốn gì có đó. Còn cái gì khác đó thì lại biết. Trên cái Đức Phật ngài dạy là tất cả các pháp lấy dục làm nền tảng, tức là ước muốn là làm nền tảng. Nếu gì làm dục và phước thiện mà gì không ao ước được chứng đắc được thiền định đạo quả thì cái căn bản đó, cái nền tảng đó chưa có. Dù làm phước cách nào, dù tu tập cách nào, dù hành thiền cách nào chăng nữa mà không có ao ước này thì cũng không thể chứng đắc được. Cho nên khi hành thiền thì chúng ta có mong rằng trong cái thời thiền này, nghĩa là mong rằng sự thực tập thiền định này có chứng đắc được sơ thiền nhị thiền hay là sơ quả nhị quả. Đó là cái căn bản, cái nền tảng để cho cái gì mình mong cầu nó có thể thành tựu, mà mong cầu chính đáng. Cho nên đối với những cái vị mà thiền giả hành thiền thì trước đó, trước khi vào thời thiền thì khởi lên cái ước muốn mà mong rằng cái thời thiền này có nhận được cái an lạc pháp, an lạc pháp nào đó, hay mong rằng những sự tu thiền của tôi, cái phước tu thiền giúp tôi chứng đắc được sơ thiền nhị thiền, vâng vâng. Thậm chí cho chúng ta thấy là Đức Vua Bình Sa Dương, sau khi mệnh chung tái sanh làm Yasva đại thần lực có tên là Chánavasapa, và vị đại Yasva thần lực này đã đảnh lễ Thế Tôn và bạch rằng: bạch Thế Tôn, nay con có ước muốn chứng quả Nhất Lai, và bản sư giải giải thích rằng trong cái kiếp đó thì hậu thân của vua ngài Vua Bình Sa Dương chứng quả Nhất Lai cũng từ cái ước muốn đó. Đến lúc mà ngài dạy rằng tất cả các pháp lý dục làm căn bản hay dục làm nền tảng, đó là Tăng Chi Kinh pháp chính chi. Mà chúng ta học như vậy, chúng ta thực hành, ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta đừng có bỏ phí những cơ hội, cố gắng thực hành để áp chế đi năm triền cái, để áp chế đi những cái tham sân si, để được thành tựu những cái pháp thường nhân. Xin thưa vậy, như vậy là chúng ta đã nắm bắt được một số ý nghĩa của tâm sử dục này. Mà quý vị nhớ rằng là dục làm nền tảng thì nó rất là
đặc biệt. Và nên nhớ rằng cái đôi khi mà chúng ta không khéo giữ tâm á, những pháp thượng nhân mà nó phát sinh rồi đó, nó phải nương theo đó, nó làm cho phát sinh cái dục dục. Mà chúng ta nói là dục dục là bất thiện. Ví dụ như Anuruddha chứng quả A-na-hàm rồi, ngài mới nói rằng á, thưa hành giả Sariputta, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi có thể thấy được cả ngàn thế giới như nhìn vật trong lòng bàn tay. Nó thành tựu rồi đó, nhưng bị cái dục dục, tức là khoái tiếng khen, khoái tiếng khen, thích thú tiếng khen. Mà hãy thích thú tiếng khen đó, nó thuộc về cái dục dục, nhưng mà nhẹ thôi. Bậc bởi thánh A-na-hàm mà, nhưng mà vẫn bị Đức Sa Phật khiển trách: này hiền giả Anuruddha, với tư tưởng rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn thấy một vật trong lòng bàn tay, đó là kiêu mạn của hiền giả. Lành thay nếu hiền giả Anuruddha từ bỏ vật này. Cho nên chúng ta thấy cái dục làm căn bản biến đổi vô cùng, thành tựu những pháp thượng nhân sơ thiền nhị thiền, thì nếu như không khéo dễ rơi vào cái ngã mạn, dễ rơi vào cái tự hào. Giới hạnh trong sạch đó là pháp tốt, giới hạnh trong sạch dễ rơi vào cái tự hào. Và bây giờ xin thưa vậy, chúng ta hỏi rằng tứ nghĩa của tâm sử dụng như thế nào. Xin thưa, tứ nghĩa của tâm sử dụng, thứ nhất là cái trạng thái của nó là mong mỏi có được cái cảnh, đơn thuần là cái cảnh thôi, cảnh thích ý hay là cảnh không hài lòng. Nếu cảnh thích ý thì nó cũng sẽ trở thành dục dục, có thể trở thành pháp dục, có cảnh một cách đơn thuần. Thứ hai, phận sự của nó là đi tìm kiếm cái cảnh. Ví dụ như một cái người mà tạo nghiệp phước, nghĩ tới tương lai họ nhận được những cái quả an lạc này, những quả an lạc này ra. Thứ hai là nếu là người dòng nhân loại thì có thể là tiểu thơ, là công chúa. Cái phận sự của tâm sử dụng này đó, đi tìm cảnh, nó kiếm cảnh theo cái sự ao ước. Nếu như là pháp dục thì nó sẽ đi kiếm cái cảnh gì? Nó đi kiếm cảnh của những cái pháp thượng nhân, như cảnh của sơ thiền, ẩn tướng của sơ thiền, cảnh của sơ quả, nhị quả, tam quả, đó là cảnh gì? Nó cảnh thiết bàn, cảnh tịch tình, cảnh an lặng, chẳng hạn như vậy. Cái phận sự của nó là đi tìm cảnh. Những người mà mong mỏi chứng được sơ quả nhị quả thì làm sao cho tất cả đều an tịnh, tâm lúc nào cũng an tịnh, để cho những cái phiền não nó an tịnh, làm những cảnh nào để cho phiền não nó không có, làm thế nào cho tâm nó không bị dấy động những phiền não, tâm nó an tịnh, nó không khởi lên những cái thích thú, nó cũng không khởi lên bất bình khó chịu, chẳng hạn như vậy. Phận sự nó là đi tìm cảnh, và thành tựu nó được của nó là gì? Và được cái cảnh đáng mong mỏi, được cái cảnh mà nó đã mong mỏi. Ví dụ như muốn chứng đắc được sơ quả nhị quả của pháp dục thì cái cảnh đáng mong mỏi chính là niết bàn. Ví dụ như về dục dục, cái cảnh đáng mong mỏi có nghĩa là sắc đẹp, tuyệt thế giai nhân, hoặc là âm thanh ngọt ngào, hoặc là danh tiếng lẫy lừng, hoặc là được sự cung kính nhiều, đúng không? Mà được cảnh đó thì nó là thành tựu của nó. Cái thành tựu của cái ước vọng bất thiện là sắc lương di sục, nó có. Còn cái thành tựu của cái ước vọng thiện
như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì cảnh ấn tướng của thiền nó xuất hiện, để cái tâm này đạt được cái sở nguyện của mình. Nếu như sơ quả, nhị quả, tam quả thì mong cầu nó thành tựu của cái tâm sử dụng này là cảnh niết bàn, nó ta tìm thấy, tìm thấy được cảnh. Ở trên quý vị thấy con đường đi tới niết bàn là bát chánh đạo, nhưng mà căn bản lại là dục, và cái thành tựu của dục này là được cảnh mong mỏi, là cảnh mà nó đang ao ước, tức là niết bàn. Không có cảnh niết bàn thì tâm đạo kia nó không thể sinh khởi được, không có niết bàn thì tâm quả kia nó không thể sinh khởi, không phải sự thế kia nó không thể sinh khởi được. Cho nên tuy không được liệt vào trong bát, nhưng tâm sở dục này nó cũng đóng vai trò không không kém. Bởi sao? Bởi vì nó đi tìm kiếm cái cảnh cho thích hợp để cho cái tâm kia sinh. Nó đi tìm kiếm cái cảnh của ấn tướng thiền, và cảnh ấn thiền có được đó sự thành tựu đó, đó là sự hiển lộ của nó. Nó đi tìm kiếm cái cảnh niết bàn để mà cho những cái tâm tâm sở nó nhận được cái đó, để thành tựu đạo quả. Ai cũng nhờ có cảnh niết bàn đó, nắm bắt được cảnh niết bàn đó, nó thành tựu được ước nguyện đó. Và thưa quý vị, cái nhân mà cần thiết, cái nhân gần nhất để mà cái tâm sở dục này nó hiển lộ đó, đó là cảnh đáng ao ước. Người nghèo khổ thì ăn no cơm ấm áo, người no cơm ấm áo thì ao ước có nhà cao cửa rộng, người có nhà cao cửa rộng thì cần ao ước được tùy tùng nhiều, đúng không? Nó thuộc về cảnh đáng ao ước của dục dục. Cảnh đáng ao ước của pháp dục đó là cảnh thiền hoặc là cảnh niết bàn. Nhân cần thiết của cái tác dụng là gì? Là ao ước có người chứng đắc được đạo quả. Như Đức Thế Tôn ngài vào buổi sáng ngài quan sát coi có chúng sanh nào có chứng đắc được đạo quả hay không, chúng sanh nào có hữu duyên lọt vào trong cái vọng trí này hay không. Mà cái cảnh đó mà lọt vô vọng trí á, cái người chúng sanh nào hữu duyên mà lọt vô vọng trí của Đức Thế Tôn đó, thì đó là sự hiển lộ của cái cảnh đáng mong cầu, đáng mong mỏi. Mà Đức Thế Tôn mong mỏi gì? Mong mỏi tế độ chúng sanh. Mong mỏi tế độ chúng sanh nào mà có hữu duyên, ngài mong thấy được chúng sanh đó. Đó là dục, đó là tác dục. Mà thành tựu là có cảnh đáng hậu ước. Nghĩa là cái người mà có duyên lành đạo quả mà xuất hiện rồi thì ngài quán xét xong thì lập tức ngài đi tới độ, dù xa cách mấy ngày cũng đi, đi vào đúng thời điểm. Như trường hợp ngài thấy duyên lành của ngài Bút Cú Sách Tý, nghe sự giới thiệu của vua Bình Sa Vương về ân đức Phật Pháp Tăng, lập tức ông từ bỏ ngai vua ra đi, tự cạo tóc, tự đắp y, đi tìm đến Đức Thế Tôn. Và ông đã nghĩ rằng là Đức Thế Tôn ngài ngựa thành vương xá, tại vì cái thơ giới thiệu là thơ của vua Bình Sa Vương, bạn của ông, mặc dù chưa biết mặt. Ông vượt qua khỏi cái thành Xá Vệ, mà bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang ngự trú ở chùa Kỳ Viên, nhưng ông không biết. Ông vượt qua khỏi cái thành Xá Vệ đi tới thành Quy Xá. Thay vì vô thành Xá Vệ được rồi, không, tại vì không biết cho nên ông đi tới. Cái này lại là hỏi là cái dục gì
À, xin thưa pháp dục đi tâm cầu pháp nè, nó từ bỏ đi cái nha vàng điện ngọc, nó từ bỏ đi cái cung phi mỹ nữ, từ bỏ luôn cả những bà hoàng hậu, cạo đầu đắp y đi tìm bậc đạo sư để nghe pháp, nghe ngoại pháp. Đây là cái pháp dục. Nếu mà vượt qua luôn thì vào buổi sáng Đức Thế Tôn ngài quá xét thấy hình ảnh của ngài Bút Quốc Tế, và ngài quá xét thêm nữa thì ngài biết rằng nếu như là tới chậm thì nghiệp quả sẽ trổ cho Bút Quốc Tế, là cái đạo quả đó sẽ không phát sinh cho đấy. Cho nên sau khi đi bát ở thành Vương Xá xong thì ngài trao bát cho Đức An Đa, và ngài đi tới đi bát ở thành Xá Vệ xong thì ngài trao bát cho Đức An Đa, rồi ngài đơn lẻ đi tới thành Vương Xá. Bây giờ khi mà tới thành Vương Xá rồi, ngài Bút Quốc Xá Tí mới hỏi thăm những cái người chung quanh, người chung quanh mới nói rằng ồ, Đức Thế Tôn đang ngự thành Xá Vệ, ông đi ra vượt quá rồi, đây là thành Vương Xá. Thì ngài Bút Quốc Xá Tí mới ngẫm nghĩ rằng ta đã vượt quá rồi, bây giờ thì trời cũng đã tối, không thể nào mà đi tới cho kịp, mà đi đêm nó rất là nhiều nguy hại, thôi ta tạm nghỉ đêm nay ở đây, sáng mai ta sẽ đi tới thành Vương Xá, thành Xá Vệ để tìm Đức Thế Tôn. Và ông đi vào trong một cái lò gốm, tức là cái lò gạch đó, để nghỉ. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài cũng đi tới đó, vào buổi chiều ngài đi tới đó, ngài đi tới cái lò gạch. Thì ngài thấy ngài Bút Quốc Xá Tí, ngài hỏi là này hiền giả xuất gia nha, bậc đạo sư của hiền giả là ai? Thưa hiền giả, bậc đạo sư tôi là Đức Thế Tôn. Này hiền giả tới đây để làm gì? Thưa hiền giả, tôi tới để đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc đạo sư tôi, mà tôi đi quá, vượt quá rồi. À, tôi dự định sáng mai tôi sẽ tới Xá Vệ để mà tôi đảnh lễ bậc đạo sư của tôi. Này hiền giả có biết mặt của bậc đạo sư mình không? Này thưa hiền giả, tôi chưa biết, nhưng mà tôi nghe cái ân đức của ngài, nên tôi tự cạo đầu để đắp y. Nói Đức Phật ngài mới hỏi là này giả, ta muốn ngự ở đây có chỗ rộng cho ta được tạm ngự ở trong này đêm không? Nói thưa hiền giả, chỗ này cũng rộng rãi, nếu muốn hiền giả cứ nghỉ. Và trong đêm đó Đức Phật ngồi thiền thì ngài Bút Quốc Xá Tí cũng ngồi thiền. Sau khi mà xả thiền ra, Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, và ngài bắt đầu ngài giảng pháp. Từ giữa đêm cho tới gần sáng. Sau khi mà giảng pháp xong thì ngài Bút Quốc Xá Tí quán xét pháp chứng đắc đạo quả A Na Hàm. Bây giờ thì ngài Bút Quốc Xá Tí biết đây là bậc đạo sư của mình, mình đi tìm đây nè. Cứ vọng mà chứng đắc được đạo quả đó là pháp vậy. Bây giờ đây là nghe xong nhà bài pháp đó mới biết đây là bậc đạo sư mà. Và bây giờ xin Đức Thế Tôn cho xuất gia. Đức Thế Tôn bảo rằng này Bút Quốc Xá Tí Như Lai không có cho người xuất gia nếu không có bát. Mà lý do ra thì Đức Phật ngài biết rằng cái nghiệp quan trái nó đến thời kỳ nó trổ rồi, ngài cho xuất gia mà ngài Bút Quốc Xá Tí mệnh chung thì chúng sanh không biết sẽ xuyên tạc khổ chúng sanh đó. Mình cho xuất gia hay không cho xuất gia thì ngài Bút Quốc Xá Tí cũng sẽ chết trong đêm nay, trong sáng, trong ngày mai thôi. Nhà Đức Thế Tôn ngài phán dạy là Như Lai không cho ai xuất gia nữa, đó là lời đúng. Nhà ngài Bút Quốc Xá Tí đi tìm bác thì một con bò ra hút chất ngài. Cái mọi đó do dạ xoa hóa ra. Ở trong tiền kiếp, ngài đã tạo những cái nghiệp xấu bị con dạ xoa này nó kết oán.
Và khi mà nó thành sanh làm già so, nó đi tìm những cái người mà hại nó trong cái kiếp xưa. Và nó gặp ngài có tí, nó hóa ra con bò, nó hút chết ngài. Nếu ở đây chúng ta muốn nói rằng á, trên lĩnh lực pháp dục á, thì là ngài của Cú Sát Ý. Trên lĩnh lực cái cảnh đáng đi mà cái nhân cần thiết có cảnh đáng mong mỏi đó. À, có được cảnh đáng mong mỏi đó. Của Đức Tôn nó chính là tác dục. À, Đức Tôn luôn luôn ao ước chúng sanh làm việc thiện để có duyên lành ở ngày tế độ. Nó theo luôn luôn mong mỏi chúng sanh xa lìa cái ác pháp, tạo những việc lành à, để mà chấn đắc đạo quả. Đó là cái bi đức của Đức Thế Tôn. Bi đức. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của tâm sử dục rất cần thiết chúng ta khi ở trong đời sống hiện tại luôn cả trong tương lai. Bây giờ xin thưa quý vị là chúng tôi trình bày quý vị về tâm sử dục đến đây cũng vừa phải là báo sinh lên xin dưỡng chư tôn đức tăng. Xin chia sẻ đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan với quả phước này để đạt sự an vui, được sự tấn hóa đồng điệp nhau cả thảy. Chúng ta cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho các chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp được an vui tịnh lạc. Và nhờ quay lực của các ngài xin gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn được pháp thể kinh an, thân tâm thường an lạc. Gia hộ cho quý sư cô luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập. Gia hộ cho chư Phật tử luôn được thuận lai trong đời sống, luôn luôn được tấn hóa trong Phật pháp để đắc trì mọi sở nguyện, nhất là thành tựu đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ đây thì sau đôi phút giải lao đã đến giờ pháp đàm của bài học đây. Con kính thỉnh Thượng Tọa Chứng Minh hoan hỷ từ bi giúp đỡ cho chúng con giải đáp những câu hỏi như sau. Con xin kính đọc câu hỏi số 1 của Phố Núi Cao. Sư Phố Núi Cao hỏi như sau: Thưa sư, bậc thánh có còn bị thân nghiệp hay không? Thỉnh sư hoan hỷ giải đáp. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư Chứng Minh từ bi hoan hỷ cho con một cái tín hiệu để con mời sư lên đạo tràng để trả lời câu hỏi của sách Phú Núi Cao. Dạ, con kính mời sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa cô Hạnh Phúc Hiện Tại Bớt dùm câu hỏi thứ nhất của cô của đạo hữu Phố Núi Cao dùm ạ. Bậc thánh có còn bị thân nghiệp hay không? Dạ. Xin thưa, nói về bậc thánh và nói về thân nghiệp, câu hỏi này thì nó hơi rộng. Thứ nhất, bậc thánh có bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Thân nghiệp thì có thể là thân nghiệp thiện hoặc là thân nghiệp không thiện, không có thiện. Đối với bậc thánh hữu học, ngài còn thực hành cái thân nghiệp thiện. Thậm chí như bậc thánh A-na-hàm dẫn bố thí, dẫn cung kính, bởi các ngài biết rõ cái giá trị của sự cung kính tam bảo, biết cái ân đức tam bảo rất lớn. Và các ngài vẫn còn tạo những cái thân nghiệp thiện như là tu thiền, như là phục vụ, như là bố thí hoặc là giữ gìn giới hạnh của mình.
Còn đối với bậc thánh A La Hán, ngài cũng có những cái thân nghiệp thiện, nhưng mà thân nghiệp này nó không thuộc về thiện nữa, mà nó thuộc về không thiện, cũng không có thiện. Ví dụ như bậc thánh A La Hán cũng vẫn tu thiền, mà sự tu tập thiền của ngài nó không được gọi liệt kê vào thiện, mà dĩ nhiên nó không thể là thuộc bất thiện. Vậy thánh A La Hán có thể nói pháp, nhưng mà sự nói pháp của ngài không thuộc về thiện hay là bất thiện. Còn vị thánh A Na Hàm khi nói pháp, khi nghe pháp, khi học pháp thì thuộc về thiện. Cho nên nói về thân nghiệp, nhưng mà hỏi rằng cái các quả có còn của cái bất thiện nghiệp và ác nghiệp có trổ cho ngài không thì lại là một cái vấn đề khác. Chúng tôi không hiểu là đạo hữu phố nước cao á muốn hỏi là cái thân nghiệp đây là cái thân mà nhận cái quả xấu. Còn nếu mà sanh thân thực hành thì chúng ta đã trả lời rồi, còn nếu thân quả xấu thì chúng tôi sẽ giải thích tiếp. Chúng tôi xin gửi mít nếu đúng theo tôi hiểu, chúng tôi hiểu một phóng viên cao muốn hỏi rằng cái thân nghiệp này có bị cái ác quả nó trổ hay không á, thì xin cho chúng tôi biết không tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư trả lời xong cái câu hỏi của sư phụ nói cao. Bây giờ con đọc câu hỏi số 2 của thư sinh. Con đọc câu hỏi số 2 như sau. Câu hỏi: kính thưa sư, nên phân biệt thế nào với một cái dục cần phát huy và một cái dục cần phải đoạn trừ? Kính sư thêm ạ. Dạ, con kính cung thỉnh. Dạ, trước khi bước qua cái câu hỏi thứ 2, chúng tôi xin trả lời về cái quả xấu của không phải chỉ là ác dục, ái dục nha. Ái dục nó là nhân sinh khổ. Dù cho dục ái, sắc ái hay là vô sắc ái, hay là hữu ái hay là phi hữu ái, nó đều là cái nhân để mà sinh quả khổ. Cho nên khổ đế là quả, mà tập đế tức là cái dục nó nhân. Còn quả xấu tức là quả khổ của ái dục, thì quả xấu của ái dục này nó có hai loại. Một loại thứ nhất là nó đưa vào cái sinh tử luân hồi, nó là cái quả mà gọi là xấu mà cao tột nhất của nó đó, mà lại nhẹ nhàng nhất á, chính là dẫn tới tái sinh, sinh tử luân hồi. Còn những quả xấu khác á, như là bị đánh đập hay là gì đó, thì nó cũng có từ cái ác bất thiện nghiệp mà ra. Cho nên khi nó hiển lộ ra đó, nó trở thành là tham hay là sân ở trong đó. Dục này có giống với dục trong tứ như ý túc không? Chúng ta sẽ nhận được được cái câu hỏi này. Thì chúng ta ra xin trả lời tiếp. Hỏi xin thưa rằng những ác bất thiện pháp ở trong quá khứ đối với giờ vị thánh hữu học vẫn còn trả đã đành, ngay thậm chí đối với bậc thánh A La Hán nó cũng trả. Điển hình như chúng ta thấy Đức Phật chúng ta đang bị bệnh kiết lỵ, và ở trong tập Appatthana nói về Pappakamma, tức là cái tiền nghiệp hay là cái nghiệp ở quá khứ, nghiệp lúc trước. Ngài dạy Chư Tỳ Khưu rằng này, Chư Tỳ Khưu sở dĩ mà Như Lai bị bệnh kiết lỵ đó, tại vì trong một kiếp Như Lai làm thầy thuốc, rồi đã bất nhầm thuốc cho một cái người con người trưởng giả, khiến người đó phải đi tiêu chảy. Vô ý nha, cho nên ngài bị tiêu chảy. Ngài thường bị đau lưng,
ở trong quá khứ thì ngài là một võ sĩ đô vật. Trong một lần mà đấu với một võ sĩ khác á, ngài dùng cái thủ thuật là đánh mạnh vào lưng của cái người võ sĩ đó, khiến cho người võ sĩ đó bị trúng cái nấm ở trong lưng như vậy, mất đi cái sức mạnh, và ngài đã chiến thắng do cái quả đó, cho nên ngài bị đau lên. Rồi ngài giải rằng đó là sở dĩ mà kiếp này mình Như Lai bị chinh cha mà du khống, bởi vì kiếp trước ngài cũng đã du khống cho một cái vị Phật độc giác, cho nên ngài bị cái ác quả đó bây giờ nó trổ, khí do nàng chinh cha du khống ngài. Hoặc giả rằng á, ngài bị do Na La Ký Rí mà rước ngài á, ngài cũng kể lại trong quá khứ ngài cũng từng là vua, thấy vị Phật độc giác bị bác tự nhiên thấy đại chúng tôn sùng Đức Phật độc giác, ngài khó chịu cho nên ở trên mình voi á, mới rượt Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác thấy vậy bay đi, do cái quả mà dùng voi để mà rượt Đức Phật độc giác, cho nên ở trong kiếp này ngài bị Đề Bà Đạt Đa thả voi Na La Ký Rí xăm xăm nó rượt ngài. Bây giờ chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Phật chúng ta khi còn thân ngũ uẩn này vẫn còn bị cái ác quả của những ác bất thiện nghiệp nó trổ, thì đừng nói chi tới bậc thánh hữu học và đừng nói chi tới phạm nhân chúng ta. Thế nên xin trả lời câu thứ hai của Ngọc Phố Núi Cao, ngoài cái câu hỏi đó này chúng tôi xin gửi nút lại cho đạo tràng cho MC, xin MC post lên câu hỏi tiếp. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con hành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi trả lời câu hỏi của Sư Phó Núi Cao. Và bây giờ con đặt câu hỏi số 3, sư trả lời câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi số 3 như sau: người đang thực tập thiền có cần pháp dục không? Nếu cần pháp dục, vậy có cần làm tâm không định không? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ phải cần chứ. Khi nãy bài, khi nãy chúng tôi có giới thiệu những cái thiền giả trước khi đi vào cái thời thiền tập, và sau khi làm những cái động tác như là lễ bái tam bảo hay chia xong rồi, thì khởi lên một cái pháp là mong rằng trong cái thời thiền này pháp sanh đến cho tôi, hay pháp sanh lên trong cái thời thiền này, hoặc là do mãnh lực tu thiền, tinh tấn tu tập thiền này, do mãnh lực tu tập thiền xin cho tôi chứng đắc được sơ thiền, hay do mãnh lực tu tập này xin cho chúng tôi chứng đắc được sơ quả. Và chúng tôi nói rằng là khi nãy chúng tôi giới thiệu trong bài những cái mãnh lực thiền và mãnh lực đạo quả siêu thế, đó là sự kết tinh hay là sự tích lũy của pháp thiện, tức là phước. Không bao giờ có cái trường hợp mà những ác bất thiện pháp nó có thể thành tựu những pháp thường nhân. Cho nên khi mà vào trước thời tiền á, chúng ta cũng giới thiệu rằng á, Đức Phật ngài dạy tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, dục đây là cái ước muốn, cái ao ước mà mình khởi lên trước khi ta vào thời thiền. Rồi sau khi khởi lên xong á, và bước vào cái phần thiền tập thì không cần khởi lên ước muốn nữa, mà chú tâm nữa đó, thì tâm nó không bao giờ nó rơi vào cái tầm cầu đó, mà nó chỉ an trú trong tâm, nó không bị loạn. Đó xin là cái câu trả lời chúng tôi
gửi lại cho sức nào phóng nước cao như vậy. Tức là trước khi đi vào cái thời thiền tập thì mình khởi lên cái ước muốn chứng đắc được cái pháp thượng nhân, mà trong cái lúc mà thiền tập thì không cần nghĩ nữa, mà chỉ chú ý vào trong cái thời thiền của mình. Như vậy tâm mình nó không bị loạn, nó không có bị chi phối. Đó là cái ý chúng tôi gửi lại cho sức hôn nước cao. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa chứng minh. Và bây giờ còn có câu số 4, cũng vẫn là của sức hôn nước cao. Câu hỏi của sức như sau: nếu còn thì với trí tuệ của bậc thánh, sao không thể dùng phương tiện thiện xảo để hóa giải? Thỉnh sư giảng cho chúng con tu học. Mong sư hoan hỷ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa lên mất ạ. Dạ, con mời sư. Dạ, xin thưa, câu hỏi này hay đó. Là sao các bậc như bậc thánh không dùng cái phương tiện xảo để mà hóa giải? Xin thưa, Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta chỉ có thể ngăn chặn cái ác quả nó chưa có chín mùi, chứ một khi mà nó đã chín mùi, nó trổ rồi, tức là cái vị thục quả đó, tức là quý bạc cá là chín rồi, không cách nào ăn, không có cách nào ăn được nữa. Điều này là như thế nào? Khi nó chưa đến thì Đức Phật Ngài có thể dùng cái phương tiện xảo để mà hóa giải, nhưng mà khi mà nó đã chín mùi rồi thì Đức Phật Ngài cũng đành chịu. Mà điển hình là dòng Thích Ca, mà tới khi cái quả mà nó trổ rồi đó, trước khi quả nó trổ, Ngài có ba lần ngăn chặn ở dòng sông Rohini. Ngài ngự giữa ngoài nắng vậy, đoàn quân của cái đua đó phá, tức là Lưu Ly Dương đi qua đó, mới hỏi mà Đức Tôn sao mà Ngài không vào trong mát nghỉ. Đức Phật Ngài nói là không có bóng mát nào tốt đẹp hơn bằng bóng mát của Viên Thuộc. Vua Lưu Ly hiểu ý cho nên rút quân về. Ba lần như vậy, nhưng lần thứ ba Ngài thấy rằng cái quả nó đã chín mùi rồi, Ngài không cản nữa, và dòng Thích Ca bị tiêu diệt. Đó là điểm thứ nhất. Cho nên Đức Phật Ngài dạy trong kinh Pháp Cú mà Ngài tâm cao, Ngài thi quá như vậy, như thế này: cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu, cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Khi mà cái quả mình nó chín mùi rồi đó, là phải chịu thôi, không có một phương tiện nào để có thể ngăn chặn nó. Thậm chí đệ nhất thần thông gọi Đức Phật là Ngài một kiền liên, mà khi cái ác quả nó đã chín mùi rồi thì Ngài dù là đệ nhất thần thông, Ngài đã dùng thần thông lẻn trốn ra khỏi cốc ba lần. Nhưng mà lần thứ tư Ngài quan sát là tại sao cái nhóm cung đồ cứ theo mình hoài á. Ngài thấy ác quả của Ngài kìa, kìa lúc này nó hồi trổ quả chín mùi rồi. Rồi Ngài không trốn nữa, Ngài rút tâm ra khỏi cái thân xác này. Và nhóm cung đồ đã biết Ngài là đệ nhất thần thông, cho nên đã đánh Ngài tan xác, lóc bỏ chỗ này chỗ khác. Khi chúng rút lui rồi thì Ngài mới dùng thần thông gom lại hết,
đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn để xin niết bàn. Xin thưa, ở trong kinh ghi vậy á, nhưng mà bạn sẽ giải thích đó. Không phải ngày đi một cách bình thường như mình đâu. Ngày dùng thần thông gom lại để duy trì một cái tuổi thọ đó. Chút ít vậy. Thời gian ngắn. Mà ngày đi giống một người mà kiệt sức vậy. Mà phải đi, phải lớp, phải bò. Chứ không phải ngày đi những cái thân xác khỏe mạnh đâu. Nói vậy thân xác ngày bị đánh tan ra rồi. Rồi ngày dùng pháp thần thông gom lại ráp nói lại. Và ngày đi giống như một người mà gọi là bị kiệt sức. Phải cố gắng lê từng bước đi. Đi tới đó xin Đức Thế Tôn để mà niết bàn, để từ giả Đức Thế Tôn mình cuối. Các nghiệp mình nó gieo rồi tới khi mình chín mùi rồi, không có một phương tiện nào mà để thiện xảo để mà phá giải. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa đó là các ngài sẽ không trốn tránh cái nghiệp quả. Bởi ngài biết rằng người ta an toàn tuyệt đối. An toàn tuyệt đối. Và chúng tôi trích cho quý vị thần kinh gọi là ngài Quân Ná, mà bên Bắc truyền gọi là Phú Lâu Na đó. Khi mà đi giảng đạo về ở xứ xứ Na Bát Tân Tá, thì Đức Thế Tôn ngài mới giảng hỏi nhiều câu lắm để là về cái đức tính nhẫn nại của Đức Phú Lâu Na hay là Quân Ná. Và cái câu hỏi cuối cùng này, Quân Ná, nếu như người Suna Patanta dùng dao chém chết ngươi thì thầy nghĩ như thế nào? Mà Đức Thế Tôn, các vị thánh thường nhàm chán với cái thân ngũ uẩn này, các ngài muốn thoát bỏ cái thân ngũ uẩn. Hôm nay con không tầm cầu mà được, con hoan hỷ với họ. Đức Thế Tôn nó phán dạy là lành thai này Quân Ná hay là Phú Lâu Na. Và trong cái mùa đó ngài tế độ được những người dân xứ Suna Patanta nổi tiếng là hung hăng. Bằng đức nhẫn nại. Thì đối với các bậc thánh A-la-hán đó, nó có ba cánh nặng. Cánh nặng thứ nhất là cái phiền não. Là cánh nặng tức là những cái cấu quế, những cái nhơ bẩn, cái xấu xa ở trong tâm. Đó là một cánh nặng. Gánh nặng thứ hai là những cái pháp hành xuyên sinh diệt diệt. Cái pháp hành, gánh nặng thứ ba là cái ngũ uẩn, cái danh sắc này. Và mỗi khi nghĩ tới có danh sắc này mang cái khổ, thì ngài, các ngài cảm thán rằng không biết bao giờ ta có thể loại trừ, trút bỏ gánh nặng của danh sắc của ngũ uẩn này. Tâm lý của ngài là không chết mà cũng không muốn bám tới cái sự sống, bởi các ngài thấy rằng đây là kiếp chót của mình được sự an toàn tuyệt đối. Cho nên ngài cũng không cần dùng cái phương tiện đó. Cái điểm thứ ba, cái ngài không dùng cái phương tiện xảo đó. Như nói rằng là ở trước đó đó là khi mà đã chín mùi là chịu nha, cái quả chín mùi là chịu nha. Cái trường hợp mà cuối cùng đó, các ngài vào những cái lúc mà như vậy đó, ngài mới có cái tâm bi mẫn đó chúng sanh. Đây là cái đức độ của ngài, cái ân đức và tăng bảo, hay là ân đức cỏ hoặc Phật bảo, để cho chúng sanh thấy rằng ngay cả đức chánh đẳng giác mà còn bị cái ác nghiệp đó tới hồi nó trổ quả, ngay cả bậc thánh A La Hán vô lậu rồi mà vẫn còn bị cái ác nghiệp tạo ở quá khứ nó tới hồi nó trổ quả. Để làm chi? Để làm kích động cái tâm của phàm nhân.
để làm sanh lên một cái trí gọi là cảm thán trí của Phật nhân. Như chúng ta thấy là khi mà tới Phật Niết Bàn đấy, Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tí và cảm thán rằng là ôi tất cả các pháp phú vi đều là vô thường, chí đến đấng Như Lai cũng phải đi vào cái viên tịch như vậy. Mà bậc thánh Sa Mắc Tí là A La Hàm đó, để cho suy ngẫm về cái khổ. Bao giờ mà suy ngẫm được cái khổ mới cứ thấy nhàm chán về cái sắc thân hương vị xúc. Suy ngẫm được cái khổ mới nhàm chán sắc thọ tưởng hành thức này. Bao giờ mới nhàm chán thì mới ra sự tham đắm ở sắc thân hương vị xúc, ở những cái gì lợi đắc của thế gian. Đây là ý nghĩa thứ ba. Chúng ta lặp lại, khi quả ác đã tới thời nó là chín mùi, chỉ có thể ngăn chặn ở phía trước đó thôi, mà khi nó chín mùi là thì không có phương tiện nào để mà quá giải. Thứ hai, với bậc thánh A La Hán các ngài cũng không cần quá giải, bởi vì khi ngài nghĩ tới ngũ uẩn này một cánh nặng thì cứ để cho trái cây nó chín xong nó tới thời nó rụng rồi nó rụng. Cũng vậy, ngài để khi nào cái danh sắc này nó hết nhân duyên tồn tại thì nó bị nó bị diệt mất. Đấy, lúc bây giờ ngài đã viên tịch, bởi vì ngài biết được cái tình trạng an toàn tuyệt đối của mình. Chúng ta hỏi quý vị, chúng ta nói vậy quý vị có nghĩ là chúng tôi có sai không ạ? Cho hạnh phúc hiện tại nghĩ chúng tôi nói vậy có sai không ạ? Khi nào mà chúng tôi nói cái tiếng nó rỗn rãng gì đừng nghĩ là chúng tôi nói tôi với tâm sân rồi nha. Chúng ta nói khi nào mà ấy vui vui đó chúng tôi nói nó mạnh dạng đừng nghĩ chúng tôi tâm sân. Có nhiều lầm người nhiều người hiểu lầm tôi, tôi vậy nó chúng tôi giảng sao sân quá. Rồi ý nghĩa thứ ba nữa là ngài cái tâm tới độ chúng sanh để cho chúng sanh thấy được cái khổ khi còn cái danh sắc này để quán xét sự khổ, đó là ba lý do. Xin gửi mít lại cho sư phụ nước cao nha. Và chúng ta gửi ba cái câu trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sa thú lành thầy, con thành kính thay mặt sư phụ núi cao cũng như thay mặt đạo tràng, thành kính tri ân thượng tọa đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi vừa qua. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi thứ năm. Như sau. Câu hỏi trước khi sư phụ núi cao đi em ra thành đa xếp, sẽ là câu số 6 thưa sư. Câu số 5 như sau. Trước khi thực tập thiền thì cần pháp dục, nhưng khi đang hành thiền, pháp dục đó đi vào trong sự tu tập hay còn động lại ở trong tâm? Và con kính cung thỉnh thượng tọa chánh minh tu bi hoan hỷ trả lời câu hỏi này cho đạo tràng. Và cảm ơn thượng tọa. Câu hỏi thứ 5. Trước khi thực tập thiền thì cần pháp dục, nhưng trong khi hành thiền pháp dục đó đi vào trong sự tu tập hay còn động lại trong tâm không? Dạ. Xin thưa quý vị rằng là trước khi mình thực tập thiền thì mình khởi lên cái ước muốn chứng đạt pháp, và trong khi hành thiền thì tâm sẽ dục nó có đó, nhưng mà nó không, bây giờ nó không còn là pháp dục nữa, nó đơn thuần chỉ là đi tìm cảnh, như khi nãy chúng tôi nói rằng là cái tâm sẽ dục nó chỉ ao ước có cảnh. Cái định nghĩa lúc ban đầu chúng tôi nói tâm sẽ dục nó chỉ ao ước có cảnh,
và sự ao ước này nó không thiện hay là bất thiện. Nhưng mà khi mà đi vào trong cái thời thiền tập á, thì tâm sở dục nó có, thì có ao ước cảnh. Và cái trong thời thiền tập đó, tâm sở dục nó sẽ có trong cái tâm thiện đó, nhưng mà nó không phải là pháp dục, nó phải là pháp dục, bởi vì nó chỉ có mặt để nó tìm cảnh mà thôi. Cái pháp dục ở phía trước đó, nó không phải là tồn động nữa, mà nó chỉ có cái mãnh lực là dư hưởng, dư hưởng. À, trong bất kỳ tâm thiện nào cũng có tâm sử dụng hết. Thì cái pháp dục cái trước đó nó là dư hưởng, khiến cái tâm sử dụng này á, nó giống như cái cách thức là nó có mặt nhiều coi. Có người giúp nhắc nhở đi tìm cái cảnh nào thích hợp với cái đó, để lúc nào nó tìm được thì nó hiện bài ra cái phần thành tựu nó mà chúng ta vừa trình bày cái gì đó. Cái thành tựu của cái tâm sử dục đó, đó là nó có được cái cảnh đáng mong mỏi. À, cho nên xin trả lời là cái pháp dục nó có trước nhớ định hướng, và ở trong thời thiền tập đó tâm sử dụng nó vẫn có mặt, bởi vì đó, cái tâm đó là cái tâm thiện, à, nó ra mặt. À, nhưng mà lúc đó nó không phải là pháp dục nữa, bởi vì nghĩ là pháp dục nữa thì nó không đúng. Và lúc đó tâm sử dụng nó có tính chất mà chúng tôi nói là đi tìm cảnh, mà cái dư hưởng đó đó nó kích động để khiến cho cái tâm sử dụng đó nó tìm được cái cảnh mà đúng cái thiền chứng, nó làm hiện bài cho tâm. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho sư phụ núi cao Nam Mô Bồ Tát Giác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 5. Và bây giờ thì con đọc câu hỏi số 6 của Sư Phụ Núi Cao. Nghiệp đối bậc thánh có thể khất nợ được hay không? Đóng cửa trốn khi nào? Đắc đạo cao thì trả sau. Đắc đạo quả A-la-hán rồi, nó không dám đòi nữa. Cũng như giờ thì làm chức cao, nó ở dưới mình, nó không dám đòi nữa. Thỉnh sư ạ, không biết em đọc cái câu này của sách có đúng không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi lên trả lời câu hỏi của sách Cô Mới Cao. Chúng ta nhớ rằng có một cái câu hỏi nào của cái đạo hữu nào hỏi cái pháp dục có giống như là dục như ý không á. Trước đó chúng ta nhớ có một câu hỏi, không biết là không biết là sức hạnh phúc hiện tại có nhớ câu đó không ạ. Tại vì chúng ta đọc xong rồi đó thì chúng ta mới lo trả lời cái câu kia. Rồi đó tự nhiên quên mất câu hỏi của người ta. Nếu có bớt lại chúng ta rồi phải không ạ. Chúng ta gửi mít là chàng cái câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời cho Phổ Núi Cao sau. Câu hỏi của em Mát là thưa dục ở đây có giống như dục trong tứ như ý túc không? Dạ con thỉnh sư ạ. Dạ. Cái tứ như ý đó thì gọi là tứ như ý túc á, thường thường chúng ta hiểu á là tứ như ý túc á nó thuộc về phần thiện, bởi vì nó nằm trong một cái trục hay là một cái đoạn đường có 37 pháp trời đạo bồ đề, trời đạo giác ngộ, tức là cái con đường duy nhất này được khởi từ tứ niệm xứ
lần lượt theo pháp học là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát được hiểu ngầm là thiện, là thiện. Ở cho nên cái mà cái dục á, cái dục tức là thành tựu được ước muốn như ý mà thuộc về thiện, thế nên cái ý túc này có thể nói là nó thành tựu cái pháp dục. Còn cái dục á, chúng tôi vừa phân tích á cho đạo hữu á, nó có ba loại, tức là cái ca mắt chanh đa, tức là cái dục dục đó, và pháp dục và cái tác dục. Nhưng mà tứ ý túc này nếu ở thành hoàn thiện đó thì là nó là thuộc về pháp dục. Nhưng cái dục đó ở phía ngoài á, tác dục hoặc là tham dục đó, nó không được liệt kê vào trong tứ ý túc này. Nó còn có ba ý nghĩa này, thì nếu tứ ý túc này ở thuộc thành hoàn thiện thì nó thuộc về là pháp dục. Đó là cái câu trả lời chúng tôi xin gửi đến lại đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mê Giá, Nam mô Sơn Ngã Giá. Phước báo do phần phát sinh của pháp đàm xin cúng dường như thi tôn tăng xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hân hoan để đạt được mọi sở nguyện, nhất là thành tựu được thiền tịnh và thánh trí. Bây giờ xin mời quý vị tịnh tâm lại để lắng nghe kinh chúc phước. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ai đế có chư Phật, do nhờ ai đế có giáo pháp, do nhờ ai đế có chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mê Giá, Nam mô Sơn Ngã Giá. Kính chúc quý vị được sự an vui, đồng điệp nhau cả thầy. Chúng tôi xin gửi mít lại đạo tràng.